Điên đảo về động nên hòa hợp với khí thành ra 84.000 loại tưởng, loạn tưởng bày lặn. Vì vậy nên có mầm trứng trôi lăn trong các cõi nước, cá chim rùa rắn rất nhiều các loại. Giảng giải A Nan, do vì thế giới có hư vọng luân hồi điên đảo về động, chúng ta đã biết vọng khởi không phải là chân tánh, và từ vô minh hữu hiện cả tam tế lục thổ, thành ra hư vọng nối tiếp nhau trong vòng luân hồi bất tuyệt. Nghiệp là do động và từ động sinh ra điên đảo, nên hòa hợp với khí thành ra 84.000 loạn tưởng bay lặn. Khí là tạo tác của nghiệp, tưởng bay chỉ trùng các loài chim khác, tưởng lặn chỉ loài bò sát lưỡng cư. Vì vậy do các tưởng nên có mầm trứng. Mầm trong tiếng Sanskrit là Kalala, có nghĩa là chất nhảy kết tụ. Đấy là sự hòa hợp tính huyết của giống đực và giống cái trong tuần đầu phát triển. Sinh từ trứng là do tưởng và bốn điều kiện như đã nói qua. Những mầm ấy trôi lăn trong các cõi nước, cá, chim, rùa, rắn. Chúng có rất nhiều và ở khắp nơi, cá lội trong nước, chim bay trên không và ếch nhái là loài lưỡng cư, sống được trên cạn dưới nước. Các loài bò sát khác như rắn, rùa, rất nhiều các loại trên mặt đất. Kinh văn: do nhân thế giới tạp nhiễm luân hồi dục điền đảo cố, hòa hợp tư thành bát vạn tứ thiên hoành thọ loạn tưởng, như thị cố hữu thai ác bồ đàm lưu chuyển quốc độ, nhân xúc lòng tiền kỳ loại xung tắc. Việt dịch: nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi điền đảo về dục, nên hòa hợp với tư thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Như vậy nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước, người xúc dòng tiền rất nhiều các loại. Giảng giải: đoạn này bàn về thai sinh. Thai sinh là do lòng dục, sự ái dục và giao tình sẽ làm thành bào thai. Loài người, thú, rồng và tiên đều sinh theo cách này. Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi điền đảo về dục. Tạp nhiễm là bất tịnh, không trong sạch, hỗn tạp. Luân hồi là tái sinh trong sáu nẻo hoặc trong vòng tái sinh, làm người, súc vật, rồng, tiên đều do dục tưởng và ham muốn thành điên đảo. Điên đảo là hành vi trái luật hoặc không theo đúng pháp.